Tập 10. Thái Thái, không phải ngươi nói mọi chuyện đã ổn thỏa rồi sao? Tại sao Hoàng Thái Phi lại bình an trở về? Đều tại được tiện nhân như ngươi làm không được việc mới khiến ta lâm vào cảnh như ngày hôm nay. Cảnh Lan, ngươi tìm môi giới đến đây, ta phải bán con tiện nhân này vào viện Câu Lan. Đừng mà Thái Thái, xin Thái Thái tha cho nô tỳ. Nô tỳ thật sự không biết sau đó xảy ra chuyện gì. Bích Hà thật sự đã cố gắng hết sức, cũng đã sức mất đi tính mạng của mình. Xin Thái Thái tha cho nô tỳ. Bên cạnh ta trước nay không bao giờ giữ lại những người vô dụng. Thái Thái, bây giờ mọi năm đã về, giữ cô ta lại có thể vẫn còn tác dụng. Đúng vậy Thái Thái. Thái Thái, mọi năm tin tưởng nô tỳ, người giữ lại Bích Hà, người tha cho Bích Hà lần này. Bích Hà nhất định dốc lòng báo mạng cho Thái Thái. Xin Thái Thái tha cho nô tỳ. Xin Thái Thái tha mạng. Xin Thái Thái tha mạng. Được, ta sẽ tha cho ngươi lần này. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn sơ suất làm hỏng việc của ta lần nữa, thì viện Câu Lan sẽ là cõi đi về suốt đời của ngươi. Khuôn mặt này cũng không tồi, có lẽ cũng bán được giá tốt. Lần này Thái Thái tha cho cô, sau này cô phải tự mình giải quyết ổn thỏa. Thái Thái đi cẩn thận. Hải gia, Hải gia, nhị gia, sao? Không phải Hải gia sao? Nhị gia, nhị gia, việc nhị gia bị bắt lần trước làm rất tốt. Hải gia có việc muốn tìm cậu, chỉ một câu nói thế thôi mà cậu đã nóng lòng tới đây. Lý Nam, cậu còn gì để nói nữa không? Không phải, chính là cậu câu kết với Ninh Hải giết chết Triệu Toàn. Quan quá, quan uổng quá. Bị quan hả? Con dao găm bên người này của cậu giống hệt như vết thương trên người Triệu Toàn. Cậu dám chối cãi hả? Dì gia, dì gia tha mạng, dì gia tha mạng. Trên tôi còn có mẹ già, dưới có con nhỏ. Cậu hút thuốc phiện đã thành nghiện, từ lúc nào biết quan tâm đến già trẻ trong nhà. Nhị gia, ngài đại nhân đại lượng, tôi bị quỷ che mờ mắt, ngài tha cho tôi lần này đi. Ta phải để cậu ở trong tù cả đời. Mợ Năm, mợ Năm, mợ xem ai đến này. Bích Hà, mợ Năm, xin mợ tha lỗi cho em. Điều tại Bích Hà không tốt, liên lụy đến mợ Năm. Em làm gì vậy? Mau đứng lên đi. May mà mợ không sao, nếu không em không thể sống tiếp được. Em vì chuyện này mà suýt nữa mất mạng, sao mà ta trách được em chứ? Mà để ta xem nào, chân đã khỏi chưa? Còn chỗ nào bị thương nữa không? Cảm ơn mợ Năm đã quan tâm. Bích Hà không sao rồi. Hôm đó sau khi chia tay mợ, em bị lạc ở trong rừng. May mà gặp được một người tốt. Sau đó em đã ở nhà ông ta dưỡng thương. Vừa đỡ được một chút là em về ngay. May mà nhìn thấy hai người đều không sao. Đừng khóc nữa, ông trời phù hộ cho chúng ta đều không việc gì. Thúy Bích, mau đưa Bích Hà xuống dưới ăn cái gì đó, chạy chút một chút. Em nghỉ ngơi cho thật tốt vào. Bích Hà, chị quay lại là tốt rồi. Chị biết không, em và mợ Năm lo lắng cho chị biết bao. Đi theo em. Bích Hà, Quynh dọa muội sợ chết khiếp. Muội mới dọa Quynh sợ chết khiếp. Quynh nghe nói muội gặp phải sơn tặc, mấy đêm nay Quynh không ngủ nổi. May mà muội bình an trở về.
Lôi kéo làm gì vậy? Bị người ta nhìn thấy không hay đâu. Không phải mùa vẫn khỏe đấy chứ, sợ gì chứ? Chúng ta vốn là ở cạnh nhau, hơn nữa chúng ta ở cùng một thôn. Nếu không phải do một trận ôn dịch thì chúng ta có phải xa nhau đâu. Vẫn may ông trời cho chúng ta gặp lại ở Bạch Gia. Bích Hà, mấy năm nay để nào muội vẫn không hiểu tấm lòng của huynh chứ? A Quý à, sao muội lại không hiểu tấm lòng của huynh được? Nhưng muội đến Bạch Gia một cái là làm việc ở trong bếp, khó khăn lắm mới được mợ Năm nhìn trúng, cho nên muội chỉ muốn báo đáp mợ ấy cho thật tốt, vẫn chưa có tâm ý để ý đến những chuyện khác, đều là làm kẻ hầu người hạ mà. Huynh đương nhiên biết muội nghĩ gì, huynh sẽ đợi muội. Được rồi. Được thôi, huynh ra ngoài lâu như vậy, vị gia chắc chắn là đang tìm huynh. Mau về đi, mau về đi. Xin lỗi A Quý, đó không phải là thứ muội muốn. Thương gia ở Sơn Đông đem đến 20 cân táo Sơn Đông, đó là muốn cho người nhà vị gia thưởng thức một chút quả tươi. Chỗ táo đó vừa to vừa đỏ vừa ngọt, ở chỗ chúng ta không thấy nhiều. Vị gia định phân phát như thế nào ạ? Thế này đi, dạ dày lão thái thái không được tốt lắm, những đồ ăn sống lạnh như vậy không được ăn nhiều. Cậu đem 4 cân qua đó, bên đại thái thái đưa 3 cân, bên mợ 2, mợ 3, mợ 4, mỗi bên 2 cân, chỗ còn lại toàn bộ đem đến khu Tường Vi. Vị gia vẫn thương yêu mợ Năm nhất. Lắm miệng. Thái Vi, Càng Sinh, sao chàng lại đến đây? Không phải tối nay chàng nên... Thái Vi à, ta biết hôm nay không phải là ngày đến khu của Thái Vi, nhưng ta không khống chế được mình. Ta nhớ nàng lắm. Ta muốn ngày nào cũng ở bên cạnh nàng. Chàng cũng biết là không thể được mà, bởi vì các chị ấy cũng là trách nhiệm của chàng. Ban đầu khi đại ca xảy ra chuyện, đồng thời cũng khiến cho Bạch Gia chịu tổn thất không nhỏ. Cha ta lại qua đời vào lúc đó, Bạch Gia vì thế mà suýt nữa không chống cự nổi. May mà cha Phước Phương góp vốn vào, mà lấy Phước Phương chính là điều kiện ông ấy đưa ra lúc đó. Quá ra bên trong vẫn còn có nguyên do như vậy. Khi đó tiếp cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Càn Phong mới mất chưa lâu mà chàng đã thành thân rồi? Mặc dù Phước Phương không phải là người ta thích, nhưng mà cô ấy đã trở thành vợ ta rồi, ta cũng định đối xử tốt với cô ấy cả đời. Nhưng nửa năm sau, mẹ đã cho rằng Phước Phương không mang thai được, là lý do khiến cho Bạch Gia vô hậu liên tiếp trước Mai Hương, Thu Lâm, Quế Cầm về. Mọi người đều nói ta diễm phúc vô biên. Thật ra đó hoàn toàn không phải ý định ban đầu của ta. Người mà ta muốn lấy nhất từ đầu đến cuối chỉ có một mình chàng. Thế giới này đối xử bất công với nữ nhân. Thật ra ta luôn muốn tránh để sự việc này xảy ra. Ta biết nếu muốn tốt cho nàng, ta không nên quá yêu nàng, nhưng ta lại không kiềm chế được bản thân. Có điều ta có thể đảm bảo với nàng cả đời này không cưới một nữ nhân nào nữa. Thật ư? Đời này kiếp này ta sẽ không bao giờ lừa dối nàng. Từ lần này trở về, con cảm thấy rõ ràng nhị gia đối xử với Thái Vi càng ngày càng không giống như trước nữa. Trước đây chàng cứ sủng ái cô ta như thế nào thì vẫn còn có chừng mực, nhưng bây giờ chàng giống như bị mê muội, dường như trong lòng chỉ có một mình cô ta thôi. Thứ gì tốt nhất đều nghĩ đến cô ta trước tiên. Một tháng nay trừ những ngày cố định đến các khu ra, đại đa số thời gian còn lại đều ở chỗ cô ta. Bây giờ phải làm thế nào để cướp trái tim nhị gia về đây? Chỉ còn cách hùa theo thôi. Yêu ai, yêu cả đường đi mà. Ý của mẹ là... Thái Vi à,
Từ khi uống canh dưỡng huyết bổ khí em làm cho chị xong, chị cảm thấy khỏe lên rồi chứ? Mấy chứng đau đầu chóng mặt, chân tay lạnh cống đều được cải thiện lên nhiều. Hiệu quả tốt thì chị kiên trì ngày nào cũng uống. Sau này ngày nào em cũng làm hầm cho chị, không cần phiền phức như vậy đâu. Em dạy cho Hồng Tụ là được rồi. Cách làm canh bổ huyết dưỡng khí này nghe thì đơn giản, nhưng phải chú ý rất nhiều thứ. Không cẩn thận một chút là sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc. Dù sao hàng ngày em cũng không có việc gì để làm, cũng chỉ là sắc thuốc thôi mà, không sao đâu. Em tốt với chị quá. Ai bảo chúng ta là chị em tốt chứ? Đúng là chị em tình sâu nghĩa nặng. Chúng ta đi thôi. Em Năm tinh lực thật dồi dào, vừa bận rộn hầu hạ nhị gia, vừa lại bận rộn nịnh nọt em cho tốt. Thật sự bái phục, bái phục. Chúng ta đi thôi. Thái Vi, Em Năm, sao lại không cẩn thận vậy chứ? Chị cố ý. Em nói linh tinh gì thế? Các em ồn ào chuyện gì thế hả? Thái Thái đến rồi. Thái Thái, chị phải đòi lại công bằng cho Thu Lâm đây. Em ấy cố tình ngã để muốn đổ tội cho em. Thái Thái, Thái Phi còn nói người mà nhị gia sủng ái nhất bây giờ chính là em ấy. Em ấy bảo em cứ chớp mắt lên mà xem. Sao chị lại có thể ăn nói như thế hả? Thái Thái, chuyện vừa nãy ta đều nhìn thấy cả rồi. Thu Lâm, rõ ràng là em gây ra chuyện trước, lại còn dám vu tội cho người khác. Xem ra em rảnh rỗi quá. Vậy thì phạt em chép lại kinh thư 100 lần. Chưa chép xong thì không được ra khỏi cửa. Thái Thái, Sảo Hồng, người đưa mợ ba về phòng luôn đi. Dạ. Mợ ba, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Em Năm không sao chứ? Em không sao. Em Năm nhận được sự sủng ái của nhị gia, khó tránh bị người khác đố kỵ. Nhưng lẽ phải ở trong tâm mọi người, em Năm là người thế nào trong lòng mọi người đều rõ. Lát nữa ta sẽ bảo người đem đồ bổ sang. Em Năm vất vả hầu hạ nhị gia, cũng phải bồi bổ thân thể cho tốt mới được. Cảm ơn Thái Thái đã quan tâm. Thái Thái, vừa nãy Đức Quý có tới, nói đêm nay nhị gia sẽ đến. Mợ Năm, đây đều là những thứ Càn Phong thiếu gia tặng mợ. Trước đây ngày nào mợ cũng mở ra xem mấy lần. Mùi thật sự muốn chôn nó đi hả? Ta muốn bắt đầu với Càn Sơn thì bắt buộc phải từ bỏ Càn Phong. Những thứ này cũng không tiện để lại bên mình nữa. Càn Phong, tạm biệt. Sau này muội sẽ sống thật tốt. Thái Vi, là ta đây, Càn Phong đây. Muội không nhớ huynh hả? Càn Phong thiếu gia, Càn Phong, Càn Phong, Càn Phong, Càn Phong, Càn Phong.
Chàng tỉnh lại đi, Càn Phong. Đúng là Càn Phong rồi. Đúng là Càn Phong rồi. Mau gọi người. Người đâu? Càn Phong. Người đâu? Càn Phong. Càn Phong. Quỳnh sao thế? Nhìn kìa, thằng bé bị thương thành bộ dạng thế nào rồi. Khắp người đều là vết thương, gầy thế này. Đôi bàn tay này, con nhìn xem, đến đám người hầu làm lụng vất vả trong nhà, ta còn đẹp hơn nó nữa. Càn Phong à, mấy năm nay con ở bên ngoài phải chịu khổ cực như thế nào hả? Chịu phải tội gì vậy? Lão thái thái, đại thiếu gia tỉnh rồi. Càn Phong. Càn Phong à. Đại ca. Càn Phong. Mẹ. Càn Phong. Càn Phong. Mẹ. Càn Phong. Cuối cùng cũng gặp được mẹ rồi. Càn Phong, con cứ nghĩ cả đời này không bao giờ được gặp lại mẹ nữa. Càn Phong. Nào. Càn Phong, cẩn thận một chút. Mẹ cứ nghĩ con chết rồi. Mẹ cứ nghĩ cả đời này mẹ sẽ không được nhìn thấy con nữa. Đại ca, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy? Mấy năm nay Quynh đi đâu vậy? Đối với ta mà nói, mấy năm nay đúng là ác mộng. Lão thái thái, để đại thiếu gia uống thuốc rồi hãy nói à. Ừ. Này Càn Phong, để con tự uống. Cẩn thận đấy, từ từ thôi. Con nhớ hôm đó bọn con gặp phải thổ phỉ ở trên đường. Con và Phúc Quý không chạy thoát được. Mẹ, mẹ còn nhớ Phúc Quý không? Chính là người tùy tùng của con lúc đó. Nhớ chứ, để che chở cho con. Cậu ấy đã đổi quần áo cho con. Nhưng không ngờ bọn con vẫn bị bắt lại. Bọn thổ phỉ cho rằng cậu ấy là con, nên đã thiêu chết cậu ấy. Sau đó người bọn đệ phái đi tìm Quynh, dùng 1.000 đồng bạc để chuộc thi thể bị thiêu cháy trở về. Trên thi thể bọn đệ nhìn thấy có chiếc nhẫn Quynh heo ở ngón cái, nên đã hoàn toàn tin tưởng. Sợ mẹ đau lòng nên đã đem thi thể đi quả táng, sau đó đem tro cốt về. Không ngờ rằng người đó vốn không phải là Quynh. Nếu người con phải đi cẩn thận tỉ mỉ một chút thì đại ca con sẽ không phải chịu khổ như thế. Mẹ nói phải. Thế sau đó? Sau đó thì sao? Sau đó bọn chúng nghĩ con là người hầu nên đã bán con cho bọn buôn người. Bọn buôn người lại bán con đến Việt Nam làm khuân giáp. Con ở bên đó thoát cái đã 5 năm. Hàng ngày con làm việc từ sáng đến tối. Cuộc sống vốn không phải là cuộc sống của con người. Đến một tối nửa năm trước, cuối cùng con cũng nắm được cơ hội trốn thoát ra ngoài. Thế là con không ngừng chạy trốn, bạc mạng chạy, chạy không kể ngày đêm. Cuối cùng cũng mất nửa năm mới chạy được về nhà. Nhìn thấy mẹ, con thực sự vô cùng vui sướng. Sống là tốt rồi. Quay về là tốt rồi. Bây giờ con về rồi, con vẫn là đại thiếu gia của Bạch gia chúng ta mà. Mẹ, Thái Vi đâu? Con vừa nhìn thấy cô ta mà. Mẹ, mẹ giúp con gọi Thái Vi qua đây. Con muốn gặp cổ. Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Đại thiếu gia, sau 5 năm rất nhiều chuyện đã không giống như trước kia nữa rồi. Bây giờ Thái Vi là mợ năm của nhị gia. Thank you.
Quỳnh Anh đưa muội đi đâu thế? Bí mật. Cẩn thận phía trước các bậc đấy. Rồi, cẩn thận một chút. Chúng ta đến rồi. Biến biến. Thế nào? Đây là thứ ta tặng cho muội, thích không? Sau này chúng ta cùng nhau trồng tam thất ở đây. Để đến lúc tam thất nở hoa cũng chính là lúc ta quay trở về. Muội yên tâm, cả đời này ta sẽ không phụ lòng muội đâu. Đây là muội tự tay thêu, Quỳnh phải mang theo bên mình. Đẹp quá. Yên tâm đi, ta sẽ luôn mang nó bên mình. Đợi ta trở về nhé. Mọi năm mà không sao chứ? Quá khứ đều đã qua rồi, không thể quay lại được nữa. Đây chính là Bạch đại thiếu gia, Bạch Càn Phong. Bây giờ đại thiếu gia đã bình an trở về. Từ giờ trở đi, các người phải tôn trọng đại thiếu gia giống như vị gia. Nếu như để ta phát hiện ra kẻ nào dám thất lễ với đại thiếu gia, thì đừng trách lão thái thái ta không khách khí. Còn không chào đại thiếu gia đi. Chào đại thiếu gia. Chào đại thiếu gia. Lão thái thái, thuốc của người đã mang lên rồi đấy à? Lão thái thái, người sao vậy? Đại thiếu gia bình an trở về, thái thái phải vui vẻ mới phải chứ. Ta khó chịu lắm. Càn Phong là con trưởng, là cháu đích tôn của Bạch gia. Đáng lẽ thằng bé phải là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Bạch gia. Đáng lẽ nó phải được hưởng mọi thứ tốt nhất của Bạch gia, trở thành một đại thiếu gia người người ngưỡng mộ. Nhưng ngươi nhìn xem, ngươi xem bây giờ nó có trở nên thế nào rồi? Nó không cần phải chịu những nỗi khổ đó. Cứ mỗi lần nhớ đến điều này, ta trong lòng ta đau như bị dao cứa vậy. Lão thái thái à, ngươi không nên nghĩ như thế. Bây giờ đại thiếu gia đã bình an trở về rồi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, vẫn còn kịp mà. Lão thái thái, mời người xem. Lão thái thái, trên này ghi một vài sắp xếp cho đại thiếu gia. Lão thái thái xem đi, còn có chỗ nào cần bổ sung không? Đồ dùng trong viện Thanh Phong đều cũ quá rồi, đã 5 năm rồi có mùi ẩm mốc. Đổi tất cả thành gỗ hoa lê đi. Những đồ dùng làm từ hồng mộc cũng mới chỉ được 5 năm. Bảo con đổi thì cứ đổi đi, còn lắm nhảm cái gì. Dạ, đúng rồi, thêm mấy người hầu hạ vào viện Thanh Phong nữa.
Có mỗi mấy người hầu như thế thì làm sao đủ sai bảo. Viện thanh tùng của dì gia cũng chỉ có bấy nhiêu người. Dì gia, không phải còn có mấy người các con hầu hạ sao? Đại thiếu gia không có ai hết. Những thứ còn lại miễn cưỡng chấp nhận được. Đúng rồi, đi tìm tiệm may tốt nhất trong thị trấn, may y phục cho đại thiếu gia. Bốn mùa, mỗi mùa 10 bộ. Những thứ trước đây đều quá suối quẩy, dứt hết đi. Mọi chuyện đều nghe theo lão thái thái. Lão thái thái mở năm đến à? Đi làm việc của con đi. Thái thái, xem kìa, đây mới là con trai ruột, hành động cũng rõ ràng quá đi. Càn Phong quay về rồi. Dạ, ta không quan tâm trước đây giữa hai đứa đã từng có gì, nhưng tốt nhất con nên nhớ rõ thân phận hiện giờ của mình. Ta không muốn nghe thấy những lời không hay quỷ quại gia phong của Bạch gia ta, quỷ quại sự thanh bạch của Càn Phong. Thái Vi nên biết làm thế nào à? Biết thì tốt. Nếu để ta thấy điều gì liên quan đến việc con và Càn Phong dây dưa không rõ, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Xin lão thái yên tâm, Thái Vi không phải người không biết chừng mực. Được rồi, con lui xuống đi. Dạ. Vì lão thái thái này đúng là cứ làm như đó là lỗi của mợ năm vậy. Nếu như đại thiếu gia dây dưa không rõ thì sao? Thúy Bình đừng nói nữa. Tốt thì không linh, xấu thì lại linh. Càn Phong, chúng ta nói chuyện đi. Vậy muội ở phế quyển đợi huynh. Đại thiếu gia, Thái Vi, muội còn nhớ chiếc khăn này không? Là chiếc khăn muội tự tay thêu cho ta. Trước khi ta đi, muội nói với ta muốn ta luôn mang theo bên mình. 5 năm nay ta luôn mang theo nó. Nói thật lòng, 5 năm nay chính là nó cho ta dũng khí để tiếp tục sống. Thật đó. Chỉ là không ngờ, sau khi ta vượt qua muôn vàn gian khổ, chạy trốn được về nhà, tất cả đã vật đổi sao dời. Đại thiếu gia, muội đừng gọi ta là đại thiếu gia. Trước đây nàng không gọi ta như thế mà. Thái Vi, lẽ nào những việc trước đây muội thực sự đã quên hết rồi sao? Muội cứ nghĩ huynh, muội cứ nghĩ huynh đã chết rồi, cho nên liền gả cho đệ đệ ta sao? Như thế nào thì muội vẫn phải gả đi. Lẽ nào huynh mong rằng muội sẽ thủ tiết cả đời vì huynh sao? Không, Thái Vi à, 5 năm rồi, tất cả đã thay đổi rồi. Muội sớm đã từ bỏ tất cả những gì liên quan đến huynh rồi. Bây giờ trong lòng muội chỉ có Càn Sinh. Đại gia, huynh hãy nhìn cho rõ, bây giờ muội là nữ nhân của đệ đệ huynh, muội rất hạnh phúc. Nếu như huynh muốn tốt cho muội,
thì đừng đến tìm muội nữa. Đừng nghĩ đến chuyện trước kia nữa. Bắt đầu là cuộc sống của Quynh đi. Đại thiếu gia nhất định sẽ rất đau lòng. Không ngờ mà có thể nói với ngài ấy những lời tuyệt tình như thế. Tạo quá trêu người, tất cả đã không trở về được rồi. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề chính là từ bỏ, bắt đầu lại từ đầu. Hy vọng đại thiếu gia cũng hiểu nỗi khổ tâm của mợ. Chúng ta đi thôi. Bọn họ nói những gì có nghe được không? Nô tỳ không nghe thấy. Nhưng mà từ cuộc nói chuyện của mợ Năm và Thúy Bình, có lẽ là mợ Năm đang cắn rứt lương tâm với đại thiếu gia. Nhưng đại thiếu gia bây giờ không thể so sánh được với nhị gia. Cũng khó trách mợ Năm không muốn có chút dây dưa nào với ngài ấy. Ngươi đừng chỉ nhìn vào bộ dạng dường như rất ủ rũ nản lòng của đại thiếu gia bây giờ. Tất cả bởi vì Quynh ấy chịu quá nhiều khổ sở ở bên ngoài. Mấy năm trước, sự nhanh nhẹn phong độ, sự chín chắn thận trọng của Bạch Càn Phong không biết đã mê hoặc biết bao nhiêu thiếu nữ. Vậy bây giờ em nên làm gì? Có cần để nhị gia biết chuyện hai người họ lén lút gặp mặt nhau không? Không cần. Cứ yên lặng quan sát đã. Đại ca, để đệ giới thiệu một chút. Đây là đại sảnh của xưởng thuốc chúng ta, cũng là nơi phụ trách một số vụ bán lẻ. Đại thiếu gia, nhị gia. Bên kia là nơi gia công thuốc. Đại thiếu gia, bên kia là phân xưởng gia công thô. Bên này, cả bên kia nữa. Nhị gia, đại thiếu gia. Đại thiếu gia. Không ngờ mấy năm không thấy xưởng thuốc lại phát triển tốt như vậy. Quy mô lớn hơn ngày trước rất nhiều. Cha dưới số vàng chắc cũng có thể nhắm mắt được rồi. Nếu người quản lý việc nhà đổi thành đại ca, chắc chắn sẽ còn tốt hơn đệ rất nhiều. Điều này Quynh không dám nói. Chính là Thái Vi, đại thiếu gia rất thích cô ấy, còn sắp lấy cô ấy về nữa. Tiếp rằng lão Thái Thái không đồng ý. Bây giờ đại thiếu gia quay trở về, nhìn thấy người mình đã từng yêu trở thành nữ nhân của đệ đệ, thật là thú vị. Chuyện này tôi cũng biết. Mợ Năm năm đó cũng rất thích đại thiếu gia. Các chị nói xem, có hồng hạnh vượt tường không? Này này, làm việc đi. Các con nói linh tinh gì thế hả? Đại ca, để có việc, để đi trước đây. Đức Quý, cậu dẫn đại thiếu gia đi dạo xung quanh đi. Dân. Nhị gia, đại thiếu gia đi rồi. Nhị gia, Quynh đừng để tâm những lời bọn họ nói. Tôi nhìn ra được mợ Năm tuyệt đối thật lòng với Quynh. Lẽ nào Quynh không tin mợ Năm sao? Có lẽ phải nói là ta không có lòng tin với bản thân mình. Bởi vì tình cảm trước đây của họ thế nào, ta rõ hơn ai hết. Đại thiếu gia đã về được vài ngày rồi. Chắc hẳn trong số các con còn có rất nhiều người chưa được gặp mặt. Cho nên bữa cơm hôm nay là bữa cơm cả nhà gặp mặt. Mọi người cũng không cần quá dè dặt. Mọi người đều ăn nhiều một chút. Nào. Sao thế? Sao ai cũng ngồi ngay ra đó vậy? Ăn đi. Càn Phong, Càn Sơn, gấp đồ ăn đi. Mẹ. Ừ. Càn Phong, con ăn nhiều vào. Ừ. Thái Huy,
Thái Vi, tôm này rất ngon. Thái Vi không ăn được tôm sẽ bị dị ứng. Để ta ăn cho. Đại thiếu gia, huynh thật hiểu mọi năm của bọn muội. Thế dị gia có biết những điều này không? Thu Lăng, em ăn cơm của em đi. Có phải em là nói điều gì sai rồi không? Đó là chuyện hồi bé. Thế mà đại thiếu gia vẫn còn nhớ. Nhưng bây giờ Thái Vi có thể ăn cơm được rồi. Ngứa quá. Mợ Năm, rõ ràng là mợ không ăn được tôm mà vẫn cố ăn. Nếu ta không làm như vậy thì mọi người đều khó xử. Mợ ba đó đúng là thích soi mói, sợ thiên hạ không loạn chắc, không chịu nổi nữa. Đừng gãi, làm thế sẽ để lại sẹo đấy. Hay là em thổi giúp mợ nhé. Thái Vi, Thái Vi. Dị gia, sao thế? Không, không sao à? Do ăn tôm sao? Các người đang giúp nàng ấy bôi thuốc hả? Đưa cho ta. Nàng còn muốn giấu ta nữa. Nàng thật sự cho rằng ta không biết nàng không ăn được tôm sao? Thế cứ nghĩ chàng đang giận. Giận nàng hả? Sao thế được? Thái Vi à, ta luôn luôn không có tư cách nào để thật sự giận nàng. Hơn nữa trong chuyện này nàng có gì sai đâu. Ba chúng ta đều không sai. Chỉ có thể thở dài một cái. Giận mệnh trêu người. Thiếp biết thân phận của mình. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, trong lòng thiếp rất rõ. Trước nay ta chưa từng hoài nghi nàng. Chỉ là ta sợ nàng không vui. Càng Sơn à, ở bên chàng thiếp luôn rất vui vẻ. Thật đó. Từ hôm thiếp đón nhận chàng, thiếp đã quyết định từ bỏ quá khứ, từ bỏ Càn Phong. Đối với thiếp mà nói, Càn Phong giống như một giấc mộng đẹp. Thiếp đã từng chìm đắm trong giấc mộng ấy. Nhưng đó chỉ là chuyện trong quá khứ. Càn Sơn à, bây giờ thiếp rất rõ, người thiếp thích là chàng. Người thiếp muốn sống cùng, muốn làm bạn đến già, chính là chàng.